20 tháng 4 năm 2018. Hôm nay là một cái chương trình thứ hai trên cái kênh này, hết sức là bất ngờ, nói chung là tạo sự bất ngờ cho mọi người, cho tất cả anh chị. Thì ai mà theo dõi được thì sẽ có một sản phẩm rất là đồng và giá rất là tốt trong cái video này. Thì giá là chỉ nằm trong cái khung giờ mà đang phát sóng trực tiếp thôi, còn ngoài giờ thì shop em sẽ bán với cái giá bình thường. Và trong chương trình này thì shop em sẽ giới thiệu với anh chị một cái máy nén hơi hàng nội địa Nhật, sử dụng được 100V, và đây là cái máy nén hơi áp cao. Thì một cái bộ sản phẩm trong cái chương trình này gồm có một máy nén hơi ha, 10m dây chịu áp cao, và một cái vòi ra hơi áp cao, tiếp theo là một cái vòi xịt hơi áp cao. Thì nguyên một bộ này nó đáng giá tới 600.000. Bộ này shop em bán là 250 nè. Cái sợi dây thì tính theo mét, 30.000 mét. Rồi cái vòi này 200.000 nữa, là 450 bộ này rồi. Còn dây hơi thì mình cứ tính chạy lên là 600. Thì chỉ trong chương trình này thì giá máy đã kèm luôn cả cái bộ sản phẩm này. Còn ngoài đó thì nó chỉ có tính giá máy thôi. Anh chị sẽ được một mức lợi thế rất là lớn khi mà thường xuyên theo dõi được kênh của shop em. Ok, và bây giờ sau em sẽ giới thiệu, đây là cái máy nén hơi Max AK 7000A 2 la mã, 7000A 2 la mã. Đây là cái máy nén hơi Max hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 100V, và đây là cái máy nén hơi có sử dụng áp cao, đó là bầu của nó là bầu nhôm. Thứ hai là nó nén vô rất là nhanh, và nó tạo ra một cái lỗ áp cao có thể là lên 20kg. Và bây giờ tôi sẽ review cho nó test máy luôn để cho anh chị cùng cảm nhận cái máy. Đây là đang ở mức 0kg. Chúng ta sẽ máy chạy cực kỳ êm. Máy này thì vừa về cho nên chưa có tắm rửa, chưa có vệ sinh gì hết, chỉ mới kiểm tra một lần một là máy nó chạy rất là êm. Một, thứ hai nó lên tắm rất là nhanh, thứ ba nó không có vấn đề trục trặc gì xảy ra. Thì sẽ lập tức giới thiệu trên cái chương trình kinh doanh giá, tạo ra một cái trò chơi rất là hay. Nếu mà anh chị có nhu cầu liền thì đặt hàng thì sẽ có ngay cái giá tốt và kèm theo một sản phẩm trị giá hơn 600.000 là phải. Còn ngoài cái khung giờ mà shop em đang phát trực tiếp ra thì không có tặng gì hết, chỉ có kèm giá máy mình thôi. Đây là cái máy nén hơi. Rất là mạnh nha anh chị.
động cơ nén không dầu, động cơ nén không dầu, và động cơ không phải là inverter, nó là xài cơ nhưng mà nó rất là bền. Đối với những cái máy inverter thì đời cao hơn, nó sẽ lấy hơi nhanh hơn, nó có thể chỉnh được cái áp suất để vô bình cũng như là chỉnh một số cái công dụng khác, nhưng mà chúng ta phải sử dụng cái máy đó kèm với lại cái ổn áp, nhất là phải kèm cái ổn áp để nó ổn định dòng điện. Nếu không thì có một số vùng điện lên xuống thất thường thì nó sẽ gây ra tình trạng là rất là mau hư cái bao mặt inverter. Mà hư bao mặt inverter thì cái máy nó coi như là bứt. Ngược lại thì cái máy nén cơ thì nó sẽ là đời cũ hơn, nhưng mà nó nén nó xài sẽ bền hơn. Đặc biệt đó là khi mà anh chị lỡ cắm nhầm điện, bật công tắc lên cái nó sẽ nhảy ngay cái rờ le nha, rờ le điện, và nó tránh tình trạng là sẽ hư motor. Rồi thì cái máy này đã dừng lại ở cái mức là 22 kg, tức là cái bầu 11 lít này nó áp nén vô bầu tối đa là 22 kg. Thì cái bầu giữa này nó sẽ ra được cái áp là 22 kg luôn, xịt rất là mạnh. Còn hai cái bầu hai bên này thì anh chị có thể điều chỉnh áp từ 0 cho đến 9 kg để chúng ta phù hợp cho công việc sơn hay làm gì đó. Rồi, và cái máy này thì shop em đang bán, nếu mà trong khung giờ này thì đang bán với giá là 3.500.000. Nhưng mà với 3.500.000 anh chị sẽ được tặng kèm thêm cái bộ công cụ hồi nãy, gồm có cái bộ xịt hơi áp cao, cái bộ ra hơi áp cao và 10 mét dây của Đức đã chịu được áp cao luôn. Thì anh chị cái gì bỏ 3.500.000 ra, chứ một lần hết vận chuyển anh chị sẽ được nguyên một bộ mình về mình xài. Nhưng mà anh chị phải mua thêm cái biến áp, hoặc là đã có biến áp rồi thì mình chỉ mua cái máy không thôi là ok rồi. Rồi, và nếu anh chị nào đang có nhu cầu thì xin vui lòng gọi điện thoại hoặc là hát Zalo số 0129 79 78 258, hoặc chat trực tiếp trên chương trình phát sóng này thì shop em sẽ ghi nhận cái thông tin đó và sẽ giao dịch với anh chị. Rồi, thông tin như vậy là ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi coi anh chị nào sẽ là người sở hữu cái máy này và nguyên cái bộ trong chương trình ngày hôm nay. Hãy subscribe.